Tử vi tuổi Thìn, 6 tháng đầu năm 2021, vận khí trồi sụt, cần vững vàng tâm trí. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ không bao giờ chịu bó buộc mình trong không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ luôn muốn vươn tới bầu trời cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình trở thành hiện thực. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của mình, tuổi Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Bước sang năm 2021, tuổi Thìn sẽ phải chịu sức ép lớn của Thái Tuế, khiến vận khí của con giáp vô cùng thăng trầm, biến động một cách mạnh mẽ. Vậy đứng trước sức ép lớn đó, người tuổi Thìn sẽ gặp phải khó khăn gì? Và với tính cách mạnh mẽ của mình, người tuổi Thìn có thể vượt qua được vận hạn này hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của những người tuổi Thìn. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của tuổi Thìn trong 6 tháng đầu năm 2021. Bước sang năm 2021 sẽ không còn thời kỳ bình ổn. Trái lại, cuộc sống của những người tuổi Thìn trong nửa đầu năm Tân Sửu sẽ có rất nhiều biến động. Vận khí của tuổi Thìn trồi sụt rất mạnh, lúc thăng hoa tột đỉnh, khi lại tụt dốc đảo điên. Nếu không vững vàng tâm trí, e rằng bản mệnh sẽ đón một khoảng thời gian dài rất vất vả và áp lực. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ chịu tác động lớn của cục diện phá Thái Tuế, lại thêm kiếp tài ảnh hưởng. Phương diện tài lộc vì thế mà biến động rất mạnh, cộng thêm dễ hao tài vì tin nhầm người, bị kẻ xấu hãm hại hoặc đối tác, bạn hàng gian dối. So với năm 2020, công việc áp lực hơn khi mà khối lượng tăng dần, trách nhiệm càng ngày càng nặng nề. Càng lúc khó khăn, bản mệnh càng cần phải đầu tư phát triển bản thân hơn về kỹ năng, chuyên môn và các mối quan hệ xã giao. Làm được điều đó, người tuổi Thìn mới có được cơ may lội ngược dòng, phát triển sự nghiệp thêm phần rực rỡ, bất chấp hoàn cảnh tác động. May mắn trong năm, tuổi Thìn có ít cát tinh trở mệnh, hung tinh lấn át, cho nên tuổi Thìn làm gì cũng phải thận trọng, suy tính, lập kế hoạch rõ ràng mới tránh được thất bại. Việc làm ăn cũng cần nghiêm chỉnh, tuân thủ pháp luật, chỉ cần có dấu hiệu mờ ám, lập tức sẽ có quyển sách và thương quan tác động, vừa gây hao tài lại khiến bản mệnh vướng vào vòng lao lý. Chính vì vậy, để có một năm bình ổn, người tuổi Thìn nên mang theo bên mình kim bài Thái Tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Thìn trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Người tuổi Thìn vốn rất coi trọng sự nghiệp, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan, tiến chức. Vì thế mà luôn được lãnh đạo trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng, giao phó trọng trách. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sau chịu ảnh hưởng lớn từ Thái Tuế 2021, mà công việc bất thuận, làm ăn khó khăn, còn bị tiểu nhân quấy phá, gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên. Những điều đó khiến cho tinh thần của bản mệnh dần bất ổn, liên tiếp phạm phải sai lầm, khiến tiền bạc tiêu tán, uy tín giảm sút. Đây chính là thời điểm để bản mệnh tập trung phát triển bản thân, nhìn lại quá trình phấn đấu để tìm nguyên nhân,
tại sao vẫn chưa thể gặt hái được thành quả ưng ý, thay vì cứ mải mê, chạy theo danh vọng. May mắn là trong thời điểm này có thiên đức cát tinh hỗ trợ, người tuổi Thìn vẫn gặp được quý nhân phù trợ, được trải nghiệm nơi cao sang để mở rộng tầm mắt. Cho nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có này để có thể lội ngược dòng thành công. Ngoài việc chủ động thì bản mệnh cũng cần sự may mắn và thuận lợi ở bên mình. Bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn để kích tài lộc, chiếu cát lành, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Đặc biệt là vòng sẽ chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ công việc được thành thông, thuận lợi, phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tử vi 6 tháng đầu năm Tân Sửu cho thấy phá thái tuế mang điểm báo về sự cản trở, tiểu nhân quấy phá, khiến con đường kiếm tiền, làm giàu của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại. Dù nỗ lực rất nhiều, song thu về không được như mong đợi. Tài vận thời gian này kém sắc, kiếm tiền khó khăn hơn, thậm chí một số tư nhân rơi vào tình trạng phá sản, lãi không bù được lỗ, cắt lỗ liên tục. Cơ hội việc làm đã không còn nhiều, trong khi đó các loại chi phí gia tăng, chi tiêu khá eo hẹp. Hơn nữa, còn có kiếp tài hung thần mang điểm báo phá tài, thu nhập từ nhiều nguồn của bản mệnh giảm sút, áp lực kinh tế lớn, khó tránh khỏi những thời điểm vay mượn, nợ nần. Thậm chí còn có dấu hiệu mất tiền liên quan đến pháp luật. Người tuổi Thìn cần cảnh tỉnh bản thân, đừng vì chút lợi trước mắt mà vướng họa lao ngục sát thân. Vì vậy, trong thời gian sắp tới, mệnh chủ tuổi Thìn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm để phòng bất chắc. Ngoài ra, các thầy phong thủy khuyên người tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tâm kinh sẽ giúp hóa giải các vận hạn và xua đuổi những hung tinh xung quanh, từ đó mang lại may mắn tài lộc đến cho bản mệnh. Đặc biệt, vòng sẽ như một quý nhân sẽ bảo vệ tương trợ tuổi Thìn trong quá trình phát triển sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi cho thấy rằng pha thái tuế đại diện cho yếu tố thứ ba, xen ngang tình cảm lứa đôi, khiến đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hôn nhân bất lợi, tình cảm đi xuống. Gia đạo vì thế mà khó bề yên ổn lâu dài. Với những cặp vợ chồng thì trong thời gian này tần suất cãi vã gia tăng, bản mệnh cần hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kẹo đó là cơ hội tốt cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình. Với người độc thân, nửa đầu năm Tân Sửu ít có đào hoa tinh trở mệnh, tình duyên vẫn khá chắc trở. Mặc dù có không ít đối tượng vây quanh, nhưng người tuổi Thìn khó chấp nhận tình cảm vì chưa tìm được người thật sự phù hợp. Có thời điểm được thiên đức hợp quý nhân xe duyên, tuổi Thìn được mai mối, gặp đối tượng tốt. Tuy nhiên, tình cảm kéo dài khó bền lâu do nội tâm nhiều mâu thuẫn. Nếu không thay đổi, e rằng tình trạng cô đơn còn kéo dài. Vì vậy, để có thể hóa giải và kích hoạt tình duyên, tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng vận đào hoa, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ cho những người tuổi Thìn trong năm 2021. Về mặt sức khỏe, trong nửa đầu năm 2021, áp lực từ công việc, tiền bạc và xung đột về tình cảm khiến tinh thần của tuổi Thìn bất ổn và nhiều lo toan căng thẳng. Vì thế mà sức khỏe giảm sút đáng kể, tuy nhiên phần lớn không mắc bệnh nghiêm trọng hay các bệnh hiểm nghèo. Có ốm đau cũng qua loa, nhanh khỏi, gặp được thầy thuốc. Cục diện phá thái tuế cũng tác động khá mạnh tới phương diện sức khỏe. Tuổi Thìn nên chú trọng bản thân mình nhiều hơn, tranh thủ nghỉ ngơi, tránh áp lực quá lớn về tâm lý và chủ động chia sẻ, tham gia các hoạt động tập thể để có thể giải tỏa áp lực, nâng cao đời sống tình cảm. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý vấn đề an toàn khi đi lại hoặc trong lao động để phòng tai nạn bất ngờ ập tới, hạn chế tới những nơi đèo cao vực sâu để phòng bất chắc. Và để đảm bảo hơn nữa thì những người tuổi Thìn hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp bản mệnh hóa giải cục diện, xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Thìn trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Thìn trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Thìn trong thời gian này qua phần tiếp theo của chương trình.
Thứ nhất, Giáp Thìn sinh năm 1964. Tử Vi còn nói rằng, sau tháng đầu năm Tân Sửu, có thể nó là thời điểm khá khó khăn đối với các bác sinh năm 1964, bởi các bác sẽ phải đương đầu với cục diện Sửu Thìn tương phá. Vì vậy, sự nghiệp của các bác khó có thể đạt được những bước thăng tiến thuận lợi, mục tiêu đặt ra cũng khó có thể hoàn thành như mong muốn, thậm chí còn dễ vướng phải chuyện thị phi do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Tình hình tài chính cũng không có nhiều dấu hiệu tích cực, nếu nóng vội đầu tư có thể rơi vào cảnh tổn thất không đáng có. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp cũng như gia đình của các bác. Thứ hai, Bính Thìn sinh năm 1976. Năm 2021 không phải là một năm quá thuận lợi đối với những cô chú tuổi Bính Thìn. Vì vậy mà cô chú cần chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối diện với khó khăn. Thứ nhất, cô chú tuổi Bính Thìn vẫn còn khá trẻ tuổi, do đó chớ nên vội vàng thỏa hiệp hoặc đầu hàng trước vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Hãy coi những biến cố mình gặp phải như một đòn bẩy để mình có thể thăng tiến hoặc đạt được những thứ hạng vượt bậc trong tương lai. Ngoài ra, chuyện đầu tư kinh doanh, các cô chú cũng chớ nên vội vàng, cần thăm dò rõ ràng tình hình thị trường trước khi đưa ra quyết định. Các mối quan hệ xã giao không thuận lợi cũng là yếu tố cản trở thành công của cô chú trong thời gian này. Thứ ba, Tử Vi Mậu Thìn sinh năm 1988. Tử Vi có nhắc nhở rằng anh chị tuổi Thìn sinh năm 1988 sẽ phải đối diện với một khoảng thời gian dài, đầy trắc trở. Anh chị dễ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp, đối thủ, khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân rình rập cũng khiến anh chị khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư giả, anh chị cần chú ý chi tiêu, không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi trong một khoảng thời gian quá ngắn. Thứ tư là Tử Vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Nửa đầu năm 2021, các bạn tuổi Canh Thìn có thể học phải một số việc không được như mong muốn của mình. Trải qua chuyện này, có thể các bạn sẽ trưởng thành hơn và dũng cảm hơn khi đối diện với cuộc sống. Quan hệ xã giao của tuổi Canh Thìn trong thời gian này cũng không lý tưởng cho lắm. Vì vậy các bác cần phải mở rộng lòng hơn để giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận những người khác vì sự cố không ai mong muốn xảy ra. Ngoài ra, tình cảm gia đình không mấy thuận lợi cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của các bạn. Cho nên bạn cần phải có cách cân đối và giải quyết sao cho hợp lý, chớ nên đẩy mọi chuyện lên quá cao, khiến cho những người trong cuộc đều phải chịu tổn thương. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Thìn trong vận trình nửa đầu năm 2021. Thứ nhất, Tử Vi tháng 1 âm lịch. Năm 2021, người tuổi Thìn gặp phải cục diện phá thái tuế, cho nên bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều điều không may mắn. Tuy nhiên, đáng mừng là trong tháng đầu tiên của năm mới, bản mệnh không gặp phải vấn đề nào quá phức tạp. Bản mệnh có thái độ làm việc tích cực và nhiệt tình, không sợ khó khăn, vất vả hay đối diện với áp lực. Chính nhờ vậy mà bản mệnh sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tình hình tài lộc của bản mệnh trong tháng này cũng có nhiều biến động, mức lương hay lợi nhuận không gia tăng quá nhiều. Thứ hai là Tử Vi tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch, người tuổi Thìn phải đối diện với một vài khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tình trạng sức khỏe của bản mệnh cũng có dấu hiệu giảm sút, cho nên bản mệnh làm việc gì cũng vất vả hơn mọi người xung quanh. Nhiều công việc đổ dồn lên đầu khiến bản mệnh thường xuyên phải chịu áp lực khá lớn. Tốt nhất nên cố gắng giữ suy nghĩ lạc quan, tích cực. May mắn là thời điểm này các mối quan hệ xã giao của bản mệnh đang phát triển khá tốt. Mệnh chủ có thể hỏi xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Thứ ba là Tử Vi tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch, bản mệnh phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với nhiều vấn đề, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bản mệnh thường xuyên lơ là, dẫn đến những lỗi sai không đáng có. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, kẻ tiểu nhân có thể nhân cơ hội để hạ bệ bạn. Chuyện làm ăn cũng không có nhiều điểm sáng, bản mệnh dễ rơi vào trạng thái bị động, phụ thuộc vào người khác hoặc bị người khác lừa gạt mất tiền. Vì thế, nếu muốn tránh được nhiều rắc rối, bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần của mình ngay. Thứ tư là Tử Vi tháng 4 âm lịch. Tình hình tài chính của những mệnh chủ tuổi Thìn có dấu hiệu tăng nhẹ trong tháng này, chủ yếu là nhờ có cát tinh, chủ về tài lộc chiếu mệnh. Bản mệnh có thể phát tài bất ngờ hoặc giàu lên nhanh chóng nhờ những công việc tay trái của mình. Bản mệnh nên coi đây là động lực để bản thân mình tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.
Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe xuống dốc lại là điều bản mệnh cần phải quan tâm và chú ý. Bản mệnh thường xuyên mắc phải những căn bệnh vặt vãnh, dù không nghiêm trọng nhưng lại sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút. Tử vi tháng 5 âm lịch, vận trình của mệnh Thìn trong tháng có dấu hiệu cải thiện hơn khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh dần có thái độ nghiêm túc hơn khi bắt tay vào công việc. Nhờ thế mà bản mệnh phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý. Bản mệnh cũng dần dần lấy lại được lòng tin của người làm lãnh đạo và được giao cho các giải quyết những công việc quan trọng. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe lại không được tốt, đẹp như thế. Giờ giấc sinh hoạt không khoa học là một trong những nguyên nhân khiến chính bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, đau dạ dày, đau đầu. Tử vi tháng 6 âm lịch, những gia chủ tuổi Thìn sẽ có tháng 6 khá bình ổn trên nhiều phương diện của cuộc sống. Bản mệnh tiếp tục kiên trì và hoàn thành những nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Thậm chí bản mệnh còn gặp được một vài cơ hội để thể hiện được khả năng của mình, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai. Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng không có nhiều biến động, cho nên bản mệnh dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, phát triển hơn là vội vàng đầu tư vào một lĩnh vực nào đó. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của mệnh chủ tuổi Thìn. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình cho năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy luôn đăng ký kênh và cập nhật những kiến thức mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.